Cốc nước giải độc gan trong tích tắc, thải sạch độc tố sau một đêm. Rất hân hạnh được đồng hành cùng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sống An Vui để cùng tham khảo những thông tin sức khỏe hữu ích. Quý vị thân mến, như chúng ta đã biết, gan là một bộ phận cực kỳ quan trọng, thực hiện đến hơn 500 nhiệm vụ mỗi ngày để duy trì hoạt động sống của cơ thể. Do đó, khi có vấn đề xảy ra ở gan, các chất độc sẽ bị tích tụ lại và khiến cho sức khỏe giảm sút. Trong trường hợp này, cách giải độc gan đơn giản tại nhà sẽ là lựa chọn tối ưu để bạn loại bỏ đi độc tố và giúp lá gan khỏe mạnh hơn. Và trong chương trình ngày hôm nay, Sống Vui xin được chia sẻ đến quý vị cốc nước thanh lọc gan trong tích tắc, sau một đêm gan được hồi sinh. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Cốc nước giải độc gan trong tích tắc, thải sạch độc tố sau một đêm. Dấu hiệu nhận biết khi nào gan cần giải độc. Có rất nhiều yếu tố gây hại ảnh hưởng đến hoạt động và chức năng của lá gan mỗi ngày. Hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, sử dụng thuốc trị bệnh hoặc ăn nhiều chất béo bão hòa chỉ là những điều kiện quen mặt trong hàng tá những nguyên nhân làm tổn thương và suy giảm chức năng gan. Do đó, việc giải độc gan là rất cần thiết để gan khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả hơn. Khi chức năng gan suy giảm, các độc tố không được đào thải sẽ tích tụ bên trong cơ thể, gây ra một số triệu chứng nhất định. Các dấu hiệu cảnh báo gan của bạn đang gặp vấn đề bao gồm: da bị ngứa và khô, vàng da, vàng mắt, hơi thở có mùi nồng nặc nhưng không có vấn đề về răng miệng hay hô hấp, cơ thể luôn mệt mỏi, hay quên và giảm khả năng tập trung, nổi mụn đặc biệt là ở mặt và lưng. Xuất hiện mẩn đỏ gây ngứa dâm gian và khó chịu trên da, các mảng mẩn đỏ thường xuất hiện vài tiếng và nhanh chóng biến mất, đầy hơi trướng bụng, nước tiểu đậm màu, dễ bầm tím. May mắn thay, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được các triệu chứng trên bằng cách giải độc gan đơn giản tại nhà. Bằng việc dọn dẹp lá gan của mình, các triệu chứng khó chịu sẽ nhanh chóng biến mất trong vài tuần. Có rất nhiều cách giúp bạn thanh lọc và cải thiện chức năng gan. Sau đây là 7 cách thải độc gan đơn giản tại nhà mà bạn có thể tham khảo và áp dụng. Thứ nhất, uống nhiều nước là cách giải độc gan tốt nhất. Nước chiếm đến 70% trọng lượng cơ thể và đóng vai trò quan trọng không thể thiếu trong mọi hoạt động trao đổi chất. Nước điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể, bôi trơn các khớp, hỗ trợ tiêu hóa và giúp giải độc cho cơ thể bằng cách loại bỏ các chất thải. Nước vận chuyển các chất thải này và đào thải chúng thông qua nước tiểu, mồ hôi và quá trình hít thở. Vì vậy, uống nhiều nước là cách giải độc gan đơn giản và hiệu quả nhất. Bạn nên uống từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày trong điều kiện hoạt động bình thường. Nếu tập luyện thể thao với cường độ cao hoặc di chuyển lâu ngoài trời nắng, bạn cần uống nhiều nước hơn. Nước ở đây được hiểu là chất lỏng bao gồm nước lọc, nước ép rau củ, trái cây. Thứ hai, giải độc gan bằng tinh bột nghệ. Thành phần chính của tinh bột nghệ là curcumin, hóa chất này có khả năng làm sạch gan, lọc máu và giúp đào thải độc tố. Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi, tác giả cuốn Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, uống nước có nghệ sẽ làm tăng khả năng thải độc của gan đối với santonin, chiết xuất từ cây hoa ngải Artemisia cinna. Bên cạnh đó, tinh bột nghệ còn có tác dụng kích thích túi mật tiết nhiều mật hơn, đồng thời làm tăng chất lượng mật, nó sẽ giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do gây hại. Cách dùng tinh bột nghệ thải độc cho gan. Đối với người hút thuốc hoặc thường xuyên uống bia rượu, hòa tan 2 thìa cà phê tinh bột nghệ vào 250ml nước lọc hoặc sữa tươi, khuấy đều và sử dụng. Đối với người hay uống thuốc tây và các trường hợp cần thải độc gan khác, hòa tan 2 thìa súp tinh bột nghệ vào 250ml nước ấm, thêm vào 1 thìa cà phê mật ong, 1/2 thìa cà phê gừng và 1 thìa súp nước cốt chanh, sử dụng 3 lần trên một ngày, liên tục trong 7 ngày để đạt được hiệu quả tốt nhất. Thứ ba, phương pháp giải độc bằng trà xanh. Trà xanh có đặc tính chống oxy hóa mạnh, do đó nó có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ gan khỏi các tác động và tấn công có hại. Bên cạnh đó, trà xanh còn thúc đẩy hoạt động của gan và ngăn ngừa tình trạng tích tụ mỡ trong gan. Ngoài ra, uống một lượng vừa phải trà xanh hàng ngày còn giúp bạn giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư gan, ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư đại trực tràng. Thứ tư, cách thải độc gan bằng nước ép bưởi. Bưởi là nguồn cung cấp vitamin C và chất xơ dồi dào cho cơ thể. Hơn nữa, bưởi còn có tính chống oxy hóa cao, hỗ trợ tăng cường chức năng và thải độc gan. Bạn có thể tăng cường ăn bưởi hoặc uống nước ép bưởi để thúc đẩy quá trình loại bỏ chất độc ra ngoài cơ thể. Một số tài liệu cho rằng hỗn hợp nước ép bưởi, muối ép som và dầu ô liu cũng có tác dụng giải độc gan. Tuy nhiên, hiện nay chưa có bằng chứng nào chứng minh công dụng bảo vệ gan của hỗn hợp trên. Thêm vào đó, việc dùng quá liều muối ép som có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn. Thứ năm, trà atiso, trà tốt cho gan tiên quý. Một trong những loại trà tốt cho gan phải kể đến là atiso, không chỉ được sử dụng nhiều trong ẩm thực, hoa atiso còn là một loại thần dược được rất nhiều bài thuốc đông y sử dụng. Hoa atiso vốn có tính mát, khi sử dụng sẽ cảm thấy chút vị đắng nhẹ nhẹ cùng với hương thơm dịu ngọt và dễ uống. Hoa atiso đối với y dược là loại thuốc bổ cho sức khỏe của gan, lại lợi mật nên những bài thuốc giải độc gan luôn có mặt loại hoa đặc biệt này. Bên cạnh khả năng thải độc gan tốt cho sức khỏe, hoa atiso còn có bí quyết làm đẹp chống lão hóa vô cùng thần kỳ.
các hoạt chất có sẵn trong hoa atiso có tác dụng chống oxy hóa đỉnh cao, giúp ngăn ngừa và bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh ung thư. Trà tốt cho gan từ atiso hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi người, đặc biệt là những người bị tăng mỡ máu. Hiện nay trên thị trường, hoa atiso đã rất phổ biến. Bạn có thể mua hoa atiso tươi về tự sao rang và chế biến, hoặc mua atiso khô sẵn về nấu trà. Thứ 6. Trà nấu từ dâu bắp, dâu ngô. Danh sách các loại trà tốt cho gan lại không thể không nhắc tới đó là trà nấu từ dâu ngô. Theo đông y phổ biến, dâu ngô đối với những bài thuốc sẽ có tác dụng hỗ trợ điều trị những căn bệnh liên quan đến gan bị nóng hoặc nhiễm độc. Để nấu trà dâu ngô, bạn có thể tiến hành nấu từ những sợi dâu ngô được đem đi phơi khô, hoặc để hương vị phong phú hơn, có thể thêm một ít đậu đỏ hoặc bí đao đồng tác dụng. Như vậy, vừa có thể cùng hỗ trợ thanh lọc gan lại có thể thưởng thức được rất nhiều hương vị đặc biệt từ loại trà này. Trà dâu ngô được khuyên nên sử dụng nhiều cho những người bị nóng gan, thường hay đi tiểu gắt hoặc bứt rứt khó chịu trong người thường xuyên. Cho đến hiện tại, trên thị trường đã bán trà túi lọc dâu ngô vô cùng tiện dụng. Bạn có thể dễ dàng mua ở các cửa hàng hoặc siêu thị trên cả nước. Thay vì nấu trực tiếp từ dâu ngô thì công việc của bạn bây giờ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều cho một ly trà ngon và bổ dưỡng gan. Và cuối cùng, trà tốt cho gan từ hoa cúc thơm nồng. Một số câu hỏi mình thường nhận được điển hình như trà gì tốt cho gan, câu trả lời được nhiều người đồng thuận nhất chính là trà hoa cúc. Trong trà hoa cúc có chứa tính hàn nên rất mát và giải nhiệt, thanh lọc cơ thể cực tốt. Trà tốt cho gan được làm từ hoa cúc được khuyến khích sử dụng nhiều cho những người thường xuyên phải tiếp xúc với bức xạ hoặc ô nhiễm điện tử. Trà hoa cúc hỗ trợ và thúc đẩy nhanh quá trình đào thải của những độc tố có hại cho gan tích tụ lâu ngày. Không chỉ đào thải, mà trà hoa cúc còn là một tấm màn chắn giúp cơ thể tránh xa khỏi việc tích lũy các chất độc hại không tốt cho sức khỏe. Hơn nữa, trà hoa cúc còn được biết đến là thần dược giúp ngăn ngừa ung thư, chữa trị chứng mất ngủ, giảm đau bụng kinh và hạ huyết áp. Đối với nhiều chị em phụ nữ nói chung, trà hoa cúc có công dụng thần kỳ trong việc làm đẹp da và giúp cho mắt sáng hơn rất nhiều. Cách sử dụng trà tốt cho gan từ hoa cúc. Bạn có thể dễ dàng mua các bông hoa cúc khô ở những tiệm bán thuốc bắc, sử dụng bất kỳ hoa cúc trắng hay vàng đều được, tùy theo sở thích của từng người, để tiến hành hãm trà, ngâm hoa cúc khô trong nước nóng ở nhiệt độ từ 90 đến 95 độ C. Lưu ý là nước đã được đun sôi, không cho vào khi nước đang sôi. Để hương vị dễ uống hơn, bạn có thể cho thêm một thìa mật ong nếu muốn. Khi hãm, trà hoa cúc có màu vàng nhạt, bắt mắt với vị ngọt thanh rất dễ uống. Quý vị và các bạn thân mến, khi gặp những dấu hiệu cho thấy gan đang bị tổn thương và không được đảm bảo chức năng hoạt động của mình, quý bạn nên nhanh chóng loại bỏ độc tố tích tụ lâu ngày bằng 7 loại nước uống mà Sống Ăn Vui đã chia sẻ nhé. Bên cạnh đó, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khuyên rằng tập thể dục thường xuyên giúp khí huyết lưu thông, kiểm soát tâm trạng, giảm căng thẳng và đốt cháy calo. Những hiệu quả này kết hợp với nhau không những làm cho người tập luôn cảm thấy phấn khích, tràn đầy năng lượng, tăng cường hệ thống miễn dịch là yếu tố quan trọng trong cuộc chiến chống lại bệnh gan. Vậy cụ thể nên tập gì để mang lại những tác dụng hiệu quả nhất? Điều này sẽ được tiết lộ ngay sau đây. Thông qua việc nâng cao hiệu quả lưu thông máu, tập thể dục tăng cường mức năng lượng, giảm thiểu những mệt mỏi, triệu chứng phổ biến và khó chịu nhất của bệnh gan. Không những thế, tập thể dục làm giảm tổng mỡ cơ thể. Khi tổng lượng mỡ trong cơ thể giảm, hàm lượng chất béo trong gan đồng thời cũng giảm đi, thường dẫn đến giảm đáng kể triệu chứng men gan tăng cao. Hãy kiên trì luyện tập thể thao mỗi ngày 30 phút, duy trì 5 buổi trên một tuần sẽ có tác dụng rất tốt trong việc khống chế các bệnh về gan, đặc biệt là bệnh gan nhiễm mỡ. Thứ nhất, bài tập thở. Bài tập này được biết đến để tăng cường chức năng gan, cải thiện sức khỏe của những người bị xơ gan, vàng gan, viêm gan. Bài tập thở này còn hỗ trợ kích thích gan và hỗ trợ cải thiện nhiều chức năng của lá lách. Bạn cần thực hiện ngồi thẳng lưng, bắt chéo chân và thả lỏng cơ thể. Hãy hít thở thật sâu và thở ra nhẹ nhàng. Mỗi chu kỳ thở này nên thực hiện trong khoảng 15 giây, sau đó tiếp tục lặp lại việc hít thở nhẹ nhàng. Để bài tập này đem lại hiệu quả cao nhất, hãy thực hiện tập luyện đều đặn hàng ngày trong ít nhất 15 phút. Thứ hai, bài tập ngồi xoay người. Đây là bài tập đặc biệt rất có lợi cho gan, nó sẽ giúp giảm bớt áp lực lên gan, từ đó giúp gan khỏe mạnh hơn, đồng thời giảm căng thẳng và các bệnh lý về gan như viêm gan, xơ gan. Tư thế này được thực hiện bằng cách ngồi bắt chéo hai chân, đưa chân trái băng qua chân phải sao cho đầu gối được nâng lên trên, tựa vào thành bụng, đồng thời tay trái đưa ra phía sau, tay phải giữ lấy chân trái. Tiếp theo hãy quay đầu từ từ sang phía bên phải và hướng mắt nhìn thẳng. Hãy giữ tư thế này trong khoảng 10 giây rồi đổi bên, thực hiện lặp lại động tác này trong khoảng 15 phút mỗi ngày. Thứ ba, bài tập cánh cung. Bài tập thể dục này đem lại hiệu quả cực kỳ tốt cho những người mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Nó sẽ giúp gan được co giãn và kích thích, tăng cường những hoạt động của gan. Lượng mỡ tích tụ trong cơ thể sẽ bị đốt cháy và sản sinh năng lượng cho hoạt động. Đầu tiên, bạn hãy nằm sấp, nâng cao chân và thân của bạn một chút. Dùng phần bụng làm điểm tựa cho cơ thể, đưa tay giữ chặt chân của bạn, đồng thời ngẩng cao đầu.
bạn nên giữ nguyên tư thế lâu nhất có thể cho đến khi bạn cảm thấy khó chịu. Hãy nghỉ ngơi một chút và tiếp tục thực hiện lại tư thế, lặp lại khoảng 10 lần. Thứ tư, bài tập giãn cơ. Tư thế này giúp cải thiện sức khỏe của những người mắc bệnh xơ gan. Nó sẽ giúp cho lượng máu và oxy lưu chuyển tự do trong cơ thể, chuyển hóa chất béo và đào thải độc tố. Bạn cần ngồi thẳng lưng, hai chân bắt chéo, đưa một tay lên và vòng qua vai, tay còn lại vòng qua mạn sườn sao cho hai tay bắt lấy nhau ở sau lưng. Giữ nguyên tư thế và hít thở đều, tiến hành đổi tay và lặp lại tư thế nhiều lần. Quý vị và các bạn thân mến, khi mắc phải những triệu chứng sau đây, chứng tỏ gan đã bị tổn thương nặng, cần phải nhanh chóng đào thải độc tố trước khi quá muộn. Thứ nhất, vàng da, vàng mắt. Thứ hai, hơi thở có mùi nồng nặng dù không có vấn đề về răng miệng hay hô hấp. Thứ ba, cơ thể luôn mệt mỏi, hay quên và giảm khả năng tập trung. Thứ tư, nổi mụn, đặc biệt ở mặt và lưng. Ngay lúc này, bạn có thể sử dụng 7 loại nước uống sau để dọn dẹp sạch sẽ lá gan của mình. Thứ nhất, uống nhiều nước là cách giải độc gan tốt nhất. Thứ hai, giải độc gan bằng tinh bột nghệ. Thứ ba, phương pháp giải độc bằng trà xanh. Thứ tư, cách thải độc gan bằng nước ép bưởi. Thứ năm, trà atiso, trà tốt cho gan tiên quý. Thứ sáu, trà nấu từ dâu bắp. Và cuối cùng, trà tốt cho gan từ hoa cúc. Hãy chủ động bảo vệ tặng gan của mình quý vị nhé. Sống vui, sống khỏe, sống vui.